Còn nhỏ mà hát được cái vậy là quá hay luôn. Mời hai con đến đây. Khánh Linh mở màn ra hát mấy câu thôi là tôi đã nhức óc nhức gan. Tưởng sao cuối cùng Đức Vĩnh lên những cái câu sau cũng không hề thua kém. Ta muốn hỏi một câu đó người tây. Ngang tài ngang sức. Mời các vị sứ giả âm nhạc nhận xét như thế nào về tiết mục này. Chú Bùi Caron xin chào qua đội chơi anh Đại Nghĩa cùng hai con. Chúc mừng hai con đã có một cái phần thi rất là hay. Ban đầu thì chú nghe cháu gái hát, cảm giác chú cảm thấy là rất bất ngờ. Tại vì cái vòng thi trước á, con hát chú cảm thấy con hát nó chưa có ra hết cái chất giọng của con. Nhưng mà khi con hát tới cái bài này thì chú cảm nhận được rằng là con được khoe hết cái giọng của con ra. Và những nốt ca của con sự rất là chắc, luyến lấy của con rất là hay. Khi chú nghe tới bạn trai hát,
cái tinh tế của con á, con xử lý trong bài hát, đặc biệt là những cái khúc ngân của con á, ngân rất là ra cái chất của bài. Hai bạn đều hát rất là hay. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú Bùi Caron. Nhưng mà bạn gái Khánh Linh cũng quá tuyệt vời, ngang tài ngang sức. Mà bây giờ thật ra ai mà chia tay chương trình, rơi khỏi cái phi thuyền này chú cũng tiếc hết. Thôi mời cái con lên phi thuyền cùng với chú để chờ đợi kết quả nha. Hát như vậy nói nào ngay, em thấy cháu nó đã hát quá hay à. Thể hiện hết sức mình rồi, giờ cái phần mà coi như là tụ khố mình phụ cháu nó một tay à. Bạn em đã bay vào không gian rồi. Hay gì hả, đáng rồi. Và người chiến thắng là Đức Mệnh, chúc mừng con. Không tiếng giang ngút ngàn như một tấm thảm lụa vàng. Đường em tôi áo đơn sơ bà ba, trên lưng châu nước da nâu mặn mà. Ơi cây lúa tốt tươi sông bồi phù sa, đem duyên tháp mười quên đời tao tầm vui cười. Nghe mai nhìn tây ngô ngô đi, gái nhìn tây má hay ai, chơi phất bao đời bao thế hệ, phù sa ơi đậm đà hương quê. Qua Long Xuyên ngắm nhìn Long Trà Vinh, sông quê tôi thắp trong tim đậm tình, phù sa về không nơ ở cũng chẳng đành thương miền đất ngọt an lành. Quê hương tôi dân con sông Thanh Cửu Long, dân quê tôi sống quanh năm bên ruộng đồng. Từ ngàn xưa cây lúa đã nuôi dân mình no ấm, phù sa mát ngọt như dòng sữa mẹ muôn đời. Nên trăng thanh chiếu trên sông Cần Thơ, vàng xa xa thấy câu ca hồ lơ. Về Tây Đô nhờ ghé sông trăng, nghe điều lòng thông du ca hát kinh, nhưng tình cảm gần gũi mình. Về Tây Đô nghe điều làm thông dù kê hát đinh, như tình cảm gần gũi mình. Nhờ sự cổ vũ cuồng nhiệt và nhắc nhở khán giả liên tục của cô Lâm Dĩ Dạ mà các con đã có một phần trình diễn rất là tốt. Đến đây Quốc Bảo thấy không, đâu gì đâu mình run đúng không, không hề sợ hãi, con trai vẫn vô cùng tự tin. Rồi bây giờ mình lên thẳng phi thuyền luôn. Thời khắc quan trọng đã đến, con trai con đã làm rất tốt, nhưng nếu như con cảm thấy run thì con có thể con nhờ thủ lĩnh của con lên. Dạ cũng nhờ sự cổ vũ của cô Lâm Vĩ Dạ cho nên con rất là yêu quý cô Lâm Vĩ Dạ, cho nên con sẽ cho cô Lâm Vĩ Dạ đứng trên đây giùm con. Em sợ. Thì cái lên đi rồi nói, lên đi rồi nói chuyện. Khóc quá anh nè. Lên đi rồi nói, rồi nói rồi giải quyết. Tin anh, tin anh sẽ giúp em. Con ơi, bây giờ cô Lâm Dĩ Dạ bị trụy tim, rồi có bệnh máu không đông nữa. Mà mới chữa dứt hôm qua rồi. Chưa kể chứng sợ độ cao. Đó,
cho nên là cô Lâm ví dạ là bây giờ là bủng rủng chân tay hết trơn rồi. Trời, tay em trời, cái tay lạnh như mới ngâm nước đá ra vậy đó con. Dạ, cô Lâm ví dạ nuôi con từ đầu tới giờ, con được ở tới bây giờ là nhờ cô Lâm ví dạ, cho nên con sẽ đứng thay cô. Trời ơi, một chàng trai rất là dễ thương luôn. Mời con. Thiệt, con không là tin. Một người con... đàn ông trong lòng của cô. Cảm ơn con. Con nắm tay cô dạ coi, con thấy không? Lạnh ghê không? Thấy sao? Lạnh. Đó, rồi con đứng đây. Rồi cô Lâm bây giờ qua đây đứng thế Đức Vĩnh nè. Ai biết đâu thì tưởng em muốn trải nghiệm. Thôi em không muốn. Thì thôi đứng đây đi nha. Chuẩn bị. Hai con trai, chuẩn bị tinh thần. Và một lần nữa Đức Vĩnh là người chiến thắng. Yes. Đêm nay nghe tiếng mưa cũng ngồi đây nhớ mẹ ở quê nhà. Mẹ bây giờ có nhớ con không? Tuổi 12 con phải xa gia đình, coi cũng thân một mình nơi xứ lạ người xa. Đêm nay nghe tiếng mưa lòng con sao nức nở, tuổi thân con khờ lo đôi biết nhờ chú cũng nhớ mẹ luôn. Đến đây, giỏi. Hay quá, hay quá. Hai đứa con đều hát tình cảm hết. Và bây giờ, trước khi mình biết kết quả, bởi vì đây là một cái trận đấu rất quan trọng, cho nên chú muốn hỏi ý kiến từ các vị sứ giả âm nhạc. Các cô ngồi hàng trên ơi, các cô nhận xét thế nào về phần trình diễn vừa rồi của hai con? Cô Kiều Anh chào hai con. Anh chào cô. Thật ra là tới vòng này rồi thì mình không có bàn tới vấn đề là bạn nào sẽ như thế nào nữa. Hai đứa con ai cũng bản lĩnh sân khấu. Đặc biệt là cô khen cho bạn Nam. Bạn Nam hát dòng nhạc gì cũng hay. Và lúc mà bạn Nam hát, cô nổi cái da gà. Cô có quay qua, cô có nói với các cô là sao mà bé hát dòng nhạc nào cũng hay mà luyến lấy các thứ. Hình như là bé có thể hát được cả tông nam và tông nữ luôn á. Là cô cảm thấy rất là ngưỡng mộ giọng hát của con. Tuy nhiên là cô có cho bạn nữ một phiếu, bởi vì là tại vì bạn nữ đã ngồi chứng kiến hết tất cả mọi thứ, là con đã chiến thắng tất cả các đối sĩ khác, nhưng mà bạn nữ vẫn tự tin, vẫn biểu diễn chung với con rồi tròn trịa bài hát, nên cô cho dành cho bạn nữ một phiếu. Cô rất là chúc mừng hai đứa và chúc hai đứa con sẽ càng ngày tự tin hơn nữa và thành công trong lĩnh vực mà con đã chọn nha. Dạ, con cảm ơn cô. Cảm ơn cô Kiều Anh. Chúng ta sẽ lên phi thuyền để chờ đợi kết quả nha. Đi nào.
cùng chờ đợi kết quả nha. Và thưa quý vị, như vậy là người chiến thắng đó là Đức Vĩnh. Wow, nói cho nó là ông nhạc vô một cái là nhảy liền. Nhảy cho vô thôi để hơi hát thôi. Dòng máu là hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình. Nơi giống lạc hồng, giống dòng tiên, nguyện nôn bao đời đất mẹ. Nghiệp trong hào hùng mãi còn vang, bỏ lớp người đi ra nơi biên huyền. Ngày mong mẹ già đứng đợi con, ta vào thứ sai hào hùng. Việt Nam ơi, yêu mến ngàn đời, yêu lũ trẻ xanh có con sông chảy quay. Nào ta hát khúc hát lạc hồng, nào muốn cánh chim bay dọc biển đông. Việt Nam ơi, hãy nắm chặt tay, tiếng bước đi lên viết lên trang sử vàng. Nào ta hát khúc hát lạc hồng, còn cho gồm tiền, còn cho lòng hồng, tự hào hay tiếc Việt Nam. Chủ đạo ghê chưa? Dầu mỡ là hồng 4000 năm, dầu mỡ đỏ tươi chảy trong tim mình. Nó giống là hồng, giống dòng tiên, nguyện nó bỏ nơi đơn mẹ. Nhịp trong hào hùng mãi còn vang, đứng đợi con, ta vào xứ say hào hùng. Việt Nam ơi, yêu mến ngàn đời, yêu lý che xanh có con sông chảy quay. Nào ta hát khúc hát lạc hồng, lòng muôn cánh chim bay rực đồng. Việt Nam ơi, hãy nắm chặt tay, tiến bước đi lên viết thêm trang sử vàng. Nào ta hát khúc hát Việt Nam, con cháu dòng tiền, con cháu là hồng, tự hào hát tiếng Việt Nam. Việt Nam. Hay quá. Nhưng mà mỗi người một nét nha. Bên đàn bé Kha Thi mạnh mạnh mạnh, bên đàn bé này nó uống lượng. Trời ơi, hai màu sắc nó hòa quyện dễ thương hết sức. Rồi các con, theo chú Nghĩa lên phi thuyền. Nãy giờ là bé Khánh Linh đứng ở đây một lần rồi, giờ đây là lần thứ hai. Con có muốn nhờ thủ lĩnh mình lên đây không? Có. Mời chú Hữu Tính lên. Chú Hữu Tính lên. Chú Hữu Tính lên đây nè. Con gái, con có thể nhờ cô Lâm Dĩ Dạ lên thế chỗ con không? Bao giờ? Không, con sợ cô đau lắm. Ôi, thương quá à. Con xin cảm ơn cô. Vậy thì chú Hữu Tính hồi hộp và chờ đợi nghe. Chí Khánh, em thấy trận chiến vừa rồi thế nào? Em thấy trận chiến vừa rồi. Trời ơi, lẽ ra em phải là người rơi đó. Dạ. Ồ, ghê chưa. Miền Cần Thơ gạo trắng nước trong, vui niềm vui ấm no cuộc sống. Miền Đồng Tháp rung lúa mênh mông, yêu tình yêu thắm duyên mặn nồng. Ai hoa tình giang xuân và mỹ thuận,
hiền lành khắp chốn nở hoa. Dùng bồi mạch sông mương mà môi em. Dừng trăng lên theo bước chân đi qua đường quê mấy nhịp cầu tre, hàng cây xanh in bóng nghiêng che quanh vườn ao đông khuya lập lòe. Chúng ta vừa có một chuyến về miền Tây qua giọng hát của hai cô bé rất là dễ thương. Thạch Thảo, giọng hát của con đúng cái kiểu hát mấy cái bài Nam Bộ luôn á, dân ca ngọt ngào, còn con quá tự tin luôn. Thạch Thảo và Hà My, cái tên nào sẽ được vang lên trong kết quả chung cuộc? Cố lên nhé cả hai đối sĩ ơi. Chúng ta đã có mặt trên phi thuyền không gian. Thạch Thảo, một bông hoa nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, giờ còn rung không? Dạ không. Giờ con rung đi, con nhờ chú Will lên đây đứng thế con. Dạ sẵn không. Sàng. Con muốn tự đứng một mình. Giỏi. Wow. Con giỏi lắm. Con có biết con nói cái câu đó xong là chú Will thở phào nhẹ nhõm là... không? Chú lớn Will, tuổi. Chú xương... Will còn sợ hơn con nữa đó. Xương chú loạn lắm con ơi. Chuẩn bị. Bắt đầu. Thủ lĩnh ơi. Gà cưng. Gà chiến. Cô ôm một cái để cô lấy hên. Ủa cô lấy hên hả cô? Trời ơi. Cô ôm lấy hên hả? Ừ trời ơi, em tại sao vậy hả? Em thắng hoài em không chán hay sao? Em phải biết nhường mọi người với chứ. Đúng rồi chơi mà. Em ơi. Em cũng muốn thua lắm nếu như mà chương trình cho em hát. Cho Lộc hát cái này là thua trắng liền là tức nha. Ủa quyền nãy là quyền gì anh? Quyền cứu hả? Cho Lộc cứu đi. Trời ơi đẹp quá. Thấy thương quá. Ba đứa nhỏ đứa nào cũng xinh xắn đáng yêu. Cái màu đen tự nhiên bây giờ nó sáng bừng luôn vậy đó con. Thiệt luôn á. Không nói màu đen chú không biết đây là màu đen. Chú cứ tưởng là màu vàng không có con à. Ủa đây màu gì vậy? Em vẫn tươi cười, anh chưa nói một lời nào với anh Nghĩa luôn. Tự nhiên quay qua đây tôi cảm giác tôi bị mù màu luôn á trời. Anh à, mấy đứa nhỏ nó còn ngồi ở đây. Anh phải trân trọng em chứ. Không, anh không có nói mấy đứa nhỏ, anh chỉ nói đội trưởng thủ lĩnh okay, thôi. Ok, Thảo lên đi con. Ừ. Lên đi con ơi. Con vẫn hay nha, con vẫn đẹp nha. Chỉ có cái người đứng kế bên con á thì chú không dòm thấy cái gì thôi. Con hát nhạc dân ca, nhạc quê hương rất là hay rồi. Nên là về cố gắng mình tập thêm nữa nha con. Ừ. Rồi. Cảm ơn những lời nhận xét góp ý của người đàn ông không màu. Vỗ tay cho bé Thạch Thảo nào. Đội. Quê tôi bao la bát ngát, dòng sông uốn cong suốt quê tôi lượn vòng. Quê tôi mênh mông lúa mây, cỏ bay lạc lời câu hát ai à. Chiều chiều nhớ về chốn xa, một thời con nít còn chăn trâu. Khói bếp cây mất mẹ già bên bếp lò cơm nấu
xong rồi mày đưa về ăn bữa cơm. Yeah. Yeah. Woo. Yeah. Let's go. Hey. Suốt quê tôi lượm vọng, quê tôi mênh mông lúa mày, có mày là lời câu hát ấy à. Chiều chiều nhớ về chốn xa, một thời còn nít còn chắc cháu nhá. Mặc dù tôi có ở nơi xưa người, tôi luôn khao khát hình bóng quê nhà. Sáng sớm đi bắt cua đồng, đi thả diều. Sao đôi đùa bên đám bạn đời lưu che chờ cho tiền. Khói bếp cay mất mẹ già bên bếp lò, cơm nấu xong rồi mày đưa về ăn bữa cơm. Sớm đi bắt cua đồng, đi thả diều, cứ sao đôi đùa bên đám bạn, người ly chè trời cho tiền. Khói bếp cay mắt mẹ già bên bếp lò, cơm nấu xong rồi mày đưa về ăn bữa cơm. Anh Nghĩa ơi, đâu còn là phần thi nữa anh, một tiết mục để thưởng thức nghệ thuật luôn đó anh. Quá hay, một trận chiến ngang tài ngang sức giữa hai chàng trai. Cảm ơn các con, Tiến Dũng và Văn Minh. Văn Minh, Tiến Dũng, Tiến Dũng. Hay quá đúng không? Cảm ơn các con rất nhiều. Và chúng ta sẽ biết rằng bên ban của sứ giả âm nhạc sẽ lựa chọn ai là người đi tiếp cùng với chúng ta, đứng vững trên vị trí phi thuyền không gian. Mời hai con trai cùng chú tiến bước lên đường. Chuẩn bị, hai đấu sĩ vào vị trí, đứng khép nép lại. Đó, chờ đợi điều gì sẽ đến với mình. Tiến Dũng. Tôi yêu quê tôi xanh xanh lũy tre, quê hương tuổi thơ đi qua đời tôi. Đường làng quanh co sống thu em đêm, thả diều đá bóng nắng cháy giữa đời. Biển trời mênh mang cho tôi ngày ấy tiếng tu gọi. Thấy nhớ biết bao, tôi xa quê hương bao năm tháng qua, nhưng trong trái tim không bao giờ xa. Lời mẹ ru con hiu hiu chưa hè, mùa lụt ngày ấy đã...
chuyện của hồ mẹ kể năm nào. Người ấy đâu rồi, người ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ, cho tôi tìm lại, cho tôi một ngày. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ, những câu chuyện của hồ mẹ kể năm nào. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, ngày mặc dù các con vẫn đang là tuổi thơ mà hát một cái bài giống như là mình nhớ về tuổi thơ, nhớ về những kỷ niệm ngày xưa, nó đầy tình cảm. Và chú Nghĩa đang thấy rằng là phần lợi thế hơi nghiêng về phía bạn trai chút xíu, nhưng không sao, tự tin lên. Chúng ta vẫn còn bốn cô chú bên dưới nữa nha. Đi nào, bốn cô chú này có nhấn hết cho cháu không để tôi biết tôi lên tôi thế bé rớt xuống cái tội nghiệp. Ờ, anh Vinh lên cho em đi, tội nghiệp quá. Lên luôn đi anh chú hả? Chú Giả kêu lên luôn đi anh kìa. Con, để chú Vinh đi con. Sao? Bây giờ con gái, nói chú nghe xem. Mặc dù chưa biết kết quả cuối cùng thế nào, nhưng mà con có muốn là chú Vinh lên đây thế chỗ con không? Dạ có. Chú nói giận, chú nói giận. Em thương anh. Bảo trọng thương nha anh. Đi đi anh, đi lẹ. Em lo đi, quá à. Không biết cái lỗ cho anh vừa người anh không nữa. Con có muốn cô Như lên không? Dạ không ạ. Anh thấy con em chưa? Em với chị phải đứng đây chứng kiến cái cảnh anh Vinh. Ok. Anh mà rớt quay là cười vô mặt anh liền nha. Đứng đứng dưới thấy không sao, lên đây thấy nó ghê ghê chứ bộ. Kết quả 3, 2, 1, bắt đầu. Mọi đau khổ hãy để chú cam chịu cho. Không sao đâu. Lâu đó là... Hai đứa nó nghe nè, chuyện nó buồn quá mà, chuyện buồn quá, đồng nghiệp mình bị rơi mà sao cười dữ vậy? Ủa, có gì vui mà cười dữ vậy? Mày coi cái phim hài đâu, cái thấy cái người đàn ông nó chết, cái vui quá. Em nhớ hồi sáng coi vở kịch á, nó vui quá, nó cười. Con vô lấy quà tặng chú đi, chú rớt mà. Con ơi, con hát hay lắm con. Nhớ con quá. Trời, thiệt nhớ lắm. Rồi. Rồi, con sẽ có một phần quà nha. Hôm nay con đã làm rất tốt cái vai trò, cái sứ mệnh của mình trong đội rồi. Cảm ơn con đã cho chú trải nghiệm lỗ đen. Rất thích thú. Vui nhộn. Okay. Rồi, mời con. Chúc mừng Quốc Hưng nha. Mẹ ơi, con đã xong việc, đã lo con chưa gọi về. Nhà ta thế nào, cha có đỡ đau ốm hơn không? Mùa đông đã sang rồi, mẹ nhóm than âm cha ngồi, để với gió sẽ bên trường. Mẹ bên đây tuyết rơi nhiều, lê chân về sâu cả chiều. Ở nơi xa người cùng mày sống chung mấy anh em, chỉ lúc trắng yên bình bạn con nó khóc một mình, làm ai cũng nhớ gia đình. Ngày chưa biết quê ta nghèo, chỉ mơ bước đi một nẻo, thờ nỗi cánh bay xa hồi ô nước ngoài. Và con đã nơi này, cuộc sống đã xa qua vậy, chỉ mong mắt lo tương. Cho thôi ngày sau bận tiền, nên xin mẹ
chớ buồn phiền. Vì khi cái quê ta nghèo, dù nhớ thoát đi muôn nẻo, tiệm đất khát mong làm giàu, mai sau ngã đau. Mà đâu biết chung đêm dài, người không muốn mơ lại, trời trong gió bằng mệt nhòi, tăng tu hoang mang. Dù nghe em nói bị hại, người ta mất đi nước ngoài, rời xa bác cơm mà nhà, qua đời khác là vợ chồng. Mẹ chưa nghĩ người bên này chúng con bên thương nhau. Một mái nắng xanh ngời rời nơi nêu nâu một thời, về trong đôi mắt già không muốn ra luôn, ngồi nghe cái lặng người không muốn ra một miếng nào luôn mấy con ơi. Nghe sao mà hay quá vậy, hay quá, da diết đầy cảm xúc. Cảm ơn các con rất là nhiều. Đến đây nào, sẽ rất là tiếc nếu như một bài hát hay mà mình hát lỡ như nó không hay hoặc là có sai sót gì đó về cái mặt kỹ thuật, nhưng mà các con làm có thể nói gần như hoàn hảo. Cho nên là bây giờ chú muốn hỏi thăm các vị sứ giả âm nhạc để xem coi các cô chú nhận xét về cái phần dự thi này của các con ra sao nha. Hoàng Lưu xin được gửi lời chào đến Đại Nghĩa cùng ba thủ lĩnh của ba đội chơi. Chú xin nhận xét chút xíu về phần diễn của hai con. Hai con thì rất là hay. Một ca khúc của anh Phan Mạnh Quỳnh rất là mượt mà, rất là mềm mại. Nhưng tại sao chú chọn màu đỏ? Chọn màu xanh, chú sorry. Tại vì lúc mà lên cao con hát có nỗ lực hơn, con ráng con lên điện tả hơn. Mặc dù bé và đỏ hát cũng rất là hay đó, nhưng mà tôi chú thích cái màu hát của bên đội xanh nhiều hơn, nên chú chọn màu xanh. Con cảm ơn chú ạ. Vậy xin mời một cô nào đó chọn màu đỏ nhận xét đi ạ. Cô Tuyết Mai chào hai con. Con chào cô. Hai con hát hay lắm. Cô ngồi cô nổi hết da gà luôn. Thật sự là hai con đã có một màn trình diễn tuyệt vời. Cô chọn màu sắc nó là cái việc cô phải chọn thôi, nhưng hai con đều rất là xuất sắc. Cô muốn xin chữ ký của hai con được không nhỉ? Hát rất là hay thật sự. Chúc mừng hai con. Con cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Các con thật sự làm cho mọi người khó để mà lựa chọn. Ngay cả chú bây giờ, nếu như chú đặt trường hợp mình là một trong những cô chú ngồi đó, chú cũng không biết chọn ai. Không lẽ hai tay chú bấm hai màu? Thiệt luôn á. Khoan khoan, chờ chú xíu, chờ xíu chứ. Alo, alo, Bảo, sao rồi em? Tỉnh chưa? Hả? Mở vẫn còn tuột lắm hả? Các con hát hay lắm em ơi. Con nhà em cũng vậy, hát hay. Hiện nay bây giờ là con bên em đang nhỉnh hơn một tí xíu so với bên đội của Minh Dũng, nhưng vẫn chưa biết kết quả như thế nào. Cứ tiếp tục chờ tin của anh nha. Chú Bảo vừa mới gọi hỏi thăm tình hình. Còn bây giờ chúng ta sẽ lên phi thuyền để coi coi kết quả ra làm sao. Lần này hai con không có rung đâu, mà người rung là chú nè. Đi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với kết quả từ sứ giả âm nhạc. 3, 2, 1, bắt đầu. Wow! Trời ơi quý vị ơi, tin được không? Lần thứ tư cô bé Kim Anh của chúng ta giành chiến thắng. Chúc mừng con. 3, 2, 1, bắt đầu. Cái gì vậy? Chạy đâu vậy? Cái quyền đâu? Sử dụng quyền để giúp thì quyền đâu? Trận cuối rồi mà bà cô Trang. Em không muốn khinh địch như vậy được. Ta cho anh địch mượn. Địch ghê quá anh ơi. Dùng để quyền. Coi cái quyền gì nha. Trời giúp quen. Mà giờ còn có một thành viên ngồi đây thôi. Làm gì? Đó là quyền cứu. Như vậy là cứu. Cô Trang ra hát à? Thôi bỏ đi anh. Em sẽ cứu một bạn như ý ha. Mình cứu chị lên phụ cho con bài này nha. Dạ. Mà chị Phương Nhi. Gà chiến. Gà chiến. Mời Phương Nhi quay trở lại. Thưa quý vị, có một cái diễn biến bất ngờ. Đó là cô Vân Trang đã sử dụng đến quyền cứu, đưa bé Gia Nhi trở lại với sàn đấu cùng với anh Khôi. Cả hai hãy thiện thật tốt ca khúc này. Trận đấu
bắt đầu. Sáng nay có người nhắn phải câu, đó sẽ mang lại đồng đâu. Có đôi chút thời gian thì gọi về hỏi xem tình hình ra sao. Bỗng một trong tôi đứng lặng thinh, mắt cay khoe cứ ngắm dòng tin. Có phải chăng đã quá lâu rồi tôi chỉ biết lo về mình. Nhiều lúc tôi hay bảo hôm nay con bận rồi, chỉ nói đôi ba lời vu vơ rồi thôi. Chẳng biết bên kia đâu dây ai đang nghỉ ngơi, rồi có khi buồn lo nhiều trong đêm tối. Nhiều lúc tôi hay bảo hôm nay con rất bận, rồi vắng vẻ đi dạo với mấy đứa bạn thân. Chẳng biết bên kia mẹ đang vui hay buồn, ốm đau thế nào. Có đôi lúc tôi biết mình sai, mà chẳng biết nói xin lỗi cùng ai. Cứ cố gắng chôn giấu âm thầm, dần quên trở thành vô tâm. Tôi hằng mong về cuộc sống sau này sẽ chẳng để mẹ thêm những lo ngại. Có phải chăng đã quá lâu rồi tôi mãi nghĩ cho tương lai. Nhiều lúc tôi hay bảo hôm nay con bận rồi, chỉ nói đôi ba lời vu vơ rồi thôi. Chẳng biết bên kia mẹ đang vắng ai nghỉ ngơi, rồi có khi buồn lo nhiều trong đêm tối. Nhiều lúc tôi hay bảo hôm nay con rất bận, rồi phóng xe đi dạo với mấy đứa bạn thân. Chẳng biết bên kia mẹ đang vui hay buồn, ốm đau thế nào. Nhiều lúc hôm nay vợ tôi cũng bận rồi, chỉ nói đôi ba lời vu vơ rồi thôi. Chẳng biết bên kia đâu dây ai đang nghĩ ngợi, rồi có khi buồn lo nhiều trong đêm tối. Nhiều lúc tôi hay bảo, nhiều lúc tôi hôm nay con rất bận, rồi phóng xe đi dạo với mấy đứa bạn thân. Chẳng biết bên kia mẹ đang vui hay buồn, ôm đau thế nào. Lại một lần nữa hai con gặp nhau trong một ca khúc đầy cảm xúc luôn. Cái quan trọng trong cái phần trình diễn của các con không phải chỉ là kỹ thuật thanh nhạc nữa, mà là cái cảm xúc của các con, cái tình cảm mà các con dành cho cái bài hát. Cho nên là phải nói đây là một cái cuộc chiến ngang tài ngang sức. Cảm ơn hai con rất nhiều đã mang một bài hát rất là hay đến cho chương trình của chúng ta hôm nay nha. Và bây giờ chúng ta sẽ lên với phi thuyền không gian của chúng ta nè. Và bây giờ kết quả đến từ các vị sứ giả âm nhạc. 3, 2, 1, bắt đầu. Như vậy người chiến thắng là anh Khôi. Giỏi lắm. Thứ này nè, em dùng cái quyền cứu anh nghĩ là rất hợp lý, bởi vì bé Phương Nhi với lại Khôi coi như là ngang tài ngang sức, mà hai con đã có một cái phần trình diễn quá tuyệt vời. Đón con về nè. Sợ không? Phương Nhi đến đây con ơi. Con làm tốt lắm luôn á. Con làm rất tốt luôn ha. Cái quan trọng là chúng ta đã có một tiết mục hay mang đến cho mọi người. Còn cái chuyện thắng thua thì nó không còn quan trọng với chúng ta nữa. Con nha, cảm ơn con rất là nhiều. Ngày thơ bé em lớn lên
bên câu chuyện cô tích của mẹ có cầu vồng lấp lánh, câu chuyện lớn theo em từng ngày và em hồn nhiên hát ca. La 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 la, cầu vồng ơi, một ngày kia hãy bừng sáng lên. Khi em cười, khi em vui, màu đỏ thắm rơi trên bầu trời. Em ngước nhìn và em mơ ngày mai rất đẹp. Và khôn lớn em ước mơ như câu chuyện của tình của mẹ. Có cầu vồng lấp lánh, có hoàng tử khôi ngô bên đời và em hồn nhiên hát ca. La 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 la, cầu vồng ơi, một ngày kia hãy bừng sáng. Cũng có cậu Vũ, nhưng mà trong cảm giác lo lắng, có đội của cô Dạ là thoải mái nhất. Cậu Vũ buồn nhiệt nhất phải không cô Dạ? Dạ đúng rồi. Dạ. Hai bên đấu nhau, rơi rụng bao nhiêu không biết, mình còn nguyên. Và chúng ta sẽ chờ đợi kết quả từ ban sứ giả âm nhạc nha. Đi nào. Và bây giờ chúng ta sẽ biết kết quả đến từ ban sứ giả âm nhạc. 3, 2, 1, bắt đầu. Wow! 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 Và người thắng trong trận đấu này là chiến binh của đội Hữu Tính. Chúc mừng con. Xây bóng, xây bóng ngân vang.
chưa bao giờ ba cha cho con từng nốt nhẹ nhàng, con đem câu hát. Hay quá, một bài hát tình cảm không dễ hát mà hai đứa con mới có 8 tuổi thôi mà hát hòa quyện cùng với nhau. Chú thích con lắm luôn á. Cái vụ cái gì đó mà ba mỉm cười, mà ba mỉm cười ba làm vậy nè. Ba hơi điệu nha. Còn bây giờ mình lên phi thuyền của mình thôi. Đi. Anh nghĩ phỏng vấn người nữa đi. Thì đó, em nói từ nãy giờ tự nhiên em ngồi đây em buồn quá, anh giả bộ anh hỏi em gì đi. Thì giờ anh hỏi em nè. Đó. Quỳnh Anh ơi. Dạ. Chưa về nữa hả? Buồn dễ sợ. Nãy em kêu anh biến anh thành cái bình hoa đi, anh không chịu. Còn bây giờ chúng ta chuẩn bị chờ đợi kết quả. Và như vậy là Minh Hằng đã chiến thắng trong trận đấu vừa rồi. Chúc mừng con Minh Hằng. Yeah. Yeah. Đạp xe trên phố đông, ta áo trắng bay bay, lòng vui như nở hoa. Em mỉm cười xinh tươi, ôi khung trời 20, niềm vui tương lai đón chờ em. Lúc ta thiết yêu đời và yêu đất nước thôi, cười trong ánh mắt em ngàn muôn tia khát vọng, vẫy tay chào thế giới. Vươn trên miền đất mới, tự tin em cô gái Việt Nam. Rồi mai đây em tung bay, bay đến những chân trời xa, thì hãy luôn ghi trong tim màu da tiếng nói người Việt Nam. Dành tình yêu tặng cho đời, dành tình thương tặng cho người, và niềm tin trong em luôn rực cháy. Nụ cười em luôn trên môi, cả thế giới sẽ nhận ra một Việt Nam luôn hân hoan, tràn dâng sức sống qua thời gian. Hãy bay cao tận chân trời, hãy giang tay chào cuộc đời, và giờ đây tôi vui khi gặp em. Xin chào em. Xin chào em. Chào em. Người con gái bé xinh đạp xe trên phố đông, ta áo trắng bay bay, lòng vui như nở hoa. Em mỉm cười xinh tươi, ôi khung trời 20, niềm vui tương lai đón chờ em. Lòng tha thiết yêu đời và yêu đất nước thôi, gợi trong ánh mắt em ngàn muôn tia khát vọng, tay tay chào thế giới, bước trên miền đất mới, tự tin em có ngày Việt Nam. Yeah. Rồi mai đây em tung bay, bay đến những chân trời xa, thì hãy luôn ghi trong tim màu da tiếng nói người Việt Nam. Dành tình yêu tặng cho đời, dành tình thương tặng cho người, và niềm tin trong em luôn sự cháy. Rồi mai đây em tung bay, cả thế giới sẽ nhận ra một Việt Nam luôn hân
Và đây thật sự là một cái trận đấu cuối cùng, một trận đấu quyết định, nó xứng tầm. Các con đều hát rất hay, phong cách trình diễn cũng dễ thương luôn. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng lên trên phi thuyền nhé. Đi nào. Dạ. Thưa quý vị, thật sự hồi hộp với khoảnh khắc này, bởi vì hai cô gái của chúng ta đều hát rất là hay, phong cách trình diễn cũng tốt và sẽ rất là làm khó cho các vị sứ giả âm nhạc. Nhưng mà cái gì đến cũng sẽ đến thôi. Thời khắc quan trọng để biết xem ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng của ngày hôm nay, sẽ đứng vững trên phi thuyền không gian và người còn lại sẽ bay vào không gian. Bắt đầu. Cả hai cô bé đang nhắm mắt chờ đợi. Và người chiến thắng là Bảo Hân. Wow, chúng ta thấy rằng là cô bé đã rất xúc động. Có lẽ là nãy giờ những cái khoảnh khắc chờ đợi là những cái khoảnh khắc mà rất nó không dễ chịu một chút nào cả. Và con ơi, cuối cùng thì con là người chiến thắng ngày hôm nay. Hãy quay trở lại sân khấu cùng với thủ lĩnh của mình. Đi nào.